Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Bảo Vật sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó là cân cáp đến từ Hàn Quốc. Thì cân cáp này được ứng dụng rất nhiều trong các siêu thị để mình cân cá thịt hoặc là các thực phẩm tươi sống, hoặc ứng dụng vừa trong các cửa hàng cửa hàng hải sản hoặc là bán đồ tươi sống cân. Thì em sẽ tập hợp và giới thiệu cho mọi người xem về cái cân cáp CL5002 này. Rồi bây giờ em sẽ mở ra để cho mọi người xem bên trong cái kênh này có những cái gì. Đây. Cái kênh cáp này mình có thể nhiều sự lựa chọn, đó là 6kg, 15kg hoặc là 30kg tùy theo cái tổng lượng mà mình muốn cân. Thì hiện tại đây cái kênh của em hơi to, đây là kênh 30kg. Đây. Đầu tiên mở ra là mình có quyển sổ hướng dẫn. Đây, các bạn biết để mình cố định lại cái bản cân. Đây mọi người xem quyển sổ hướng dẫn rất là dày, rất là chi tiết. Nó đến từ Seoul, Hàn Quốc cho mọi người. Đây, mình có thể xem quyển sổ hướng dẫn rất là chi tiết, hướng dẫn rất là kỹ về các chức năng cũng như cách kết nối, cách sử dụng cân. Mọi người có thể xem ở đây. Và tiếp theo đây là mặt cân. Đây, mình có thể để nó lên, nó không bị dơ bị. Rồi cân được, mọi người có thể thấy là được bảo quản rất là kỹ. Xung quanh là xốp với lại kia để giúp tránh được di chuyển, mình tránh được rơi vỡ. Thì em sẽ mở cái này ra cho mọi người xem. Rồi theo các bạn, mình vừa mở cái máy cân cáp CL5002 ra. Đây là cân có trọng lượng 30kg, các bạn có thể xem sơ hình dáng bên ngoài. Đây là bảng điều khiển. Còn đây là một số mà mình có thể gắn lên đây. Ví dụ như ở đây mình quy định là thịt này, nho sen này, mình quy định cái bảng mã ở đây. Đây là cái bảng mã nho sen. Rồi mình đặt một thứ gì đó lên mình cân. Mình đặt một thứ gì đó lên mình cân. Sau đó là mình bấm để in ra cái tiền ở ngay vị trí này. Ở đây nó có vị trí để mình có thể đo đạc tiến độ. Ở đây có vị trí để mình có thể đo đạc tiến độ ở bên này. Rồi có thể xem bên này. Đây là nho sen nhập khẩu Úc. Đây, 1,7kg, giá tiền là 320.000 một ký, thì nó nhân lên là được là 500 mấy nghìn một ký. Đây mình có thể là điền tên công ty rồi địa chỉ số điện thoại ở đây. Đây là vị trí, đây là cái bảng mã mình có thể chọn này. Ví dụ như là em không muốn in nho sen thì em muốn in cái bảng thứ hai, đó là cherry nhập khẩu Úc. Đấy, mình có thể thấy là cân đây thì giá cherry là 700.000, thì nó tính tiền là được là 1.000 một triệu, 900 một triệu, 100 như vậy. Đây có bảng mã, mình chỉ cần ra là dán cái sản phẩm rồi quét. Mình có thể là vừa cân vừa in, thì đây là cái bảng để mình có thể là đây là cái mã số mã sản phẩm. Còn bên này là mình có thể điều chỉnh thông tin, bên này là có thể là mở để và in ra. Cái chức năng của cái cân này là mục đích là mình có thể là để cân, mục đích đầu tiên đó là để cân sản phẩm, thứ hai đó là mình có thể là in được mã sản phẩm, giá tiền, nó có thể tính được luôn tiền với lại trọng lượng của sản phẩm nhân ra số tiền. Sau đó in sản phẩm, dán lên sản phẩm, sau đó mình chỉ cần đưa ra quầy thanh toán. Quầy thanh toán là mình nhận được cái dữ liệu đó và tính tiền cho khách hàng. Thì cái này có 3 cổng kết nối chính, một là cổng USB, hai là cổng USB 2, ba là cổng LAN. Cổng kết nối này nhằm mục đích là mình có thể đổ cái dữ liệu bảng mã vào cho kênh, để thì mình có thể cập nhật cái bảng mã này. Ví dụ như số 1 sẽ là nho sen, số 2 sẽ là TV, số 3 là nhạc hay là gì đó, thì mình có thể đổ vào. Một điều rất đặc biệt của kênh này là có cổng LAN, nên mình có thể ở văn phòng thì mình cũng có thể đổ dữ liệu xuống được cho bộ phận bán hàng ở ngay tại các siêu thị, các giao, và mình không cần phải đi tới đó. Hoặc là mình cần thay đổi bảng giá hoặc là thay đổi gì đó thì mình có thể đổ trực tiếp từ văn phòng xuống. Đây, anh xin nhắc lại là kênh này có nhiều sự lựa chọn cho mình, nó có kênh 6kg, 15kg hoặc là 30kg, còn có thể nhiều hơn nữa tùy theo cái trọng lượng và maximum của các bạn cần muốn in. Vừa rồi em đã tập hợp và giới thiệu sơ qua một số thành phần cũng như là ứng dụng của kênh này.
bên CAT CL502 cho các bạn xem. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc là cần biết thêm thông tin chi tiết về các loại cân của hãng CAT, các bạn có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập theo đường link bên dưới để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn mọi người.